Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video top điện thoại giảm giá ở trong tuần này. Ngày nay mình sẽ đem tới cho các bạn rất nhiều những cái sản phẩm hàng chính hãng đang được xả kho. Thậm chí là có một số những sản phẩm mà đây có thể sẽ là lần xả kho cuối cùng. Đấy. Thế thì sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là iPhone 11 64GB hàng chính hãng V&A. Hiện tại thì Seven Head đang bán cái giỏ này với mức giá là khoảng 11.790.000. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Seven Head, các bạn thanh toán qua VNPay, nhập cái mã CPS500 thì các bạn sẽ được giảm 500.000 đồng cho sản phẩm này. Đấy, nghĩa là giá của nó sẽ còn là 11.290.000 đồng. iPhone 11 thì về cơ bản mình thấy là thời điểm hiện tại dùng vẫn ổn. Tuy nhiên nó có một số các cái điểm yếu mà các bạn cần phải chú ý. Đấy là thứ nhất, cái màn hình của nó không phải là màn hình quá đẹp. Nhưng mà màn hình này thì không phải là màn hình xấu đâu nhé, nó chỉ là không đẹp thôi. Và thứ hai nữa đó là cái sản phẩm này nó không có 5G. Và cái thứ ba nữa đó là cái chiếc điện thoại này nó có một cái bộ nhớ trong tối thiểu nó chỉ là 64GB mà thôi. Đấy. Còn tất nhiên nếu mà các bạn muốn có được một chiếc điện thoại mà nó toàn diện hơn so với cả iPhone 11 thì hiện tại Cellphoneet cũng đang bán cái iPhone 12. Thời điểm này iPhone 12 cũng đang được giảm giá rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn khoảng 16.800.000 và thanh toán qua VNPay thì sẽ còn khoảng 16.300.000. Nghĩa là nó đắt hơn khoảng hơn 5 triệu so với cả iPhone 11. Nhưng mà với 5 triệu đó chúng ta sẽ được những cái gì nào? Chúng ta sẽ được một chiếc điện thoại với cái thiết kế mới hơn, vuông vức hơn, viền màn hình mỏng hơn, cầm nắm nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ được một cái chiếc điện thoại mà có một cái màn hình nó đẹp hơn rất là nhiều và nó đã khắc phục cái điểm yếu của iPhone 11 về phần màn hình. Cái màn hình của nó có độ phân giải cao hơn, độ chi tiết tốt hơn, tấm nền màn hình xịn sò hơn. Và cái iPhone 12 thì nó cũng sẽ có hiệu năng tốt hơn, nó sẽ có 5G, có một cái camera ngon hơn. Và với tất cả những điểm hơn đó thì theo các bạn cố lên 5 triệu nó có xứng đáng hay không thì cũng có thể lại comment cho mình biết nhé. Thực ra là với cái trường hợp của iPhone 11 thì mình thấy là nếu bạn chỉ thích iPhone thì mua iPhone 11 là cái sự lựa chọn tiết kiệm nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Bởi vì với cái tầm giá của iPhone 11 ấy thì nó sẽ cùng phân khúc giá với cả iPhone SE 2022. Trong cái đó thì có lẽ là SE 2022 chỉ hơn iPhone 11 ở cái chỗ là nó có con chip mạnh hơn và có 5G. Còn lại thì thua tất, thua từ thiết kế, thua từ kích thước màn hình để giải trí, thua đến cả cái camera, thua cả pin các thứ nữa, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là iPhone 11 nó đáng mua hơn là SE 2022. Còn cố lên iPhone 12 là thêm 5 triệu nữa cũng là một số tiền rất là lớn để chúng ta cân nhắc đấy nhá. Rồi, tiếp tục nữa nào. Xiaomi 11T Pro 5G, một chiếc điện thoại có thể coi là thông số khủng ở trong cái tầm giá. Hiện tại thì cái mức giá niêm yết của cái sản phẩm này nó là khoảng 13.2 triệu. Tuy nhiên bây giờ khi các bạn mua hàng tại Cellnet thì nó sẽ chỉ còn là khoảng 12.450.000, coi như là 12.500.000 đi. Với 12.500.000 chúng ta đã có được một chiếc điện thoại với sạc 120W. Không có chiếc điện thoại nào sạc nhanh hơn, đúng không ạ? Ốp lưng thứ đầy đủ luôn, hộp phụ kiện không có thiếu một cái gì cả. Nó sẽ có màn hình AMOLED tần số quét là 120Hz, có hiệu năng là con chip Snapdragon 888, mặc dù được tối ưu chưa tốt nhưng mà mình nghĩ là có thể khắc phục bằng phần mềm ở trong tương lai. Nó sẽ có một cái camera 108 chấm này, mặc dù chụp nó cũng không được như thông số nhưng mà nó không phải là một cái camera tệ. Đấy, nó cũng sẽ có một viên pin là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc siêu nhanh, có là loa ngoài là loa kép, có kháng nước kháng bụi nhẹ nhàng. Và với mức giá như vậy thì mình nghĩ là đây là một sản phẩm về thông số đấy nhá, là số 1 ở trong cái tầm giá của nó rồi. Đấy, thì anh em có thể tham khảo qua, cũng hiếm khi có cái đợt nào mà nó giảm giá xuống còn 12.500.000 như này. Tiếp tục nữa nào. Samsung Galaxy Z Flip 3. Z Flip 3 bây giờ chỉ còn có 18.790.000 hàng mới tinh chưa active. Mức giá đây như vậy có hợp lý không các bạn? Tất nhiên Galaxy Z Flip 3 mình đã có một cái video đánh giá rất là chi tiết về nó rồi. Nó có một số các nhược điểm. Đó là pin của nó chưa được khỏe này, nếu không muốn là pin yếu này. Pin yếu được chưa? Và cái cụm camera của nó là sử dụng cái cảm biến cũ. Đấy, thì đấy là những cái nhược điểm của nó. Nhưng mà bù lại thì năm nay Samsung đã trang bị con chip Snapdragon 888 cho Z Flip 3 rồi. Nó cũng sẽ có cái khả năng kháng nước nữa, đúng nào? Sẽ có một cái màn hình khá ổn luôn. Đấy, hiệu năng thì mạnh mẽ rồi. Đấy, và có một cái màn hình phụ ở bên ngoài nữa, gập vào thứ rất là gọn gàng cho chị em. Và kể cả Galaxy Z Fold 3 thì cũng chưa bao giờ có mức giá rẻ như bây giờ. Hiện tại là giá các bạn nhìn thấy trên hình là 36.490.000 đúng không? Coi như là 36.550.000. Nhưng khi các bạn mua hàng tại Cellnet qua cái đường link mình để phía dưới phần ghim comment của video này thì sẽ chỉ còn là 32.490.000 đồng mà thôi. Đây là một mức giá phải nói là cực kỳ tốt dành cho Fold 3. Tất nhiên Fold 3 thì mình cũng đã có một số những điểm chê, ví dụ như là pin của nó là không mạnh này,
xong rồi cái thiết kế của nó quá to và dày này, và cái cụm cảm biến camera ở phía sau là cụm cảm biến camera cũ này. Đấy, nhưng bù lại chúng ta sẽ có được một cái chiếc điện thoại sang trọng, nó tạo được ra sự khác biệt so với ở phần còn lại của thế giới smartphone. Mình đã có một cái video nói về việc là khi chúng ta sử dụng một cái iPhone 13 Pro Max, người ta sẽ biết là chúng ta nhiều tiền. Còn khi chúng ta sử dụng Galaxy Z Fold 3, người ta sẽ nghĩ là chúng ta có rất nhiều tiền hoặc là thừa tiền, đúng không ạ? Tiếp tục nữa nào, Samsung Galaxy M52 5G. Đây là M52 5G nhé. Mình thực sự rất bất ngờ về cái sản phẩm này, và có lẽ là sau video này mình sẽ phải liên hệ ngay đến Cellphonet để mà mượn cái sản phẩm này về, để mà có được một cái video mở hộp ra cho các bạn. Bởi vì nếu mình nhớ không lầm thì M52 mình chưa được trên tay. 7.390.000 đồng cho cái sản phẩm này, với con chip Snapdragon 778 5G. Ô, với thương hiệu Samsung như thế này là ngon đấy. Màn hình AMOLED kích thước 6.7 inch, Full HD cộng các thứ, ô cũng được chứ nhờ. Viên pin là 5000 mAh, sạc 25W, rồi là camera 64 chấm, camera trước 32 chấm, các kiểu. Thế là mình thấy là chính ra là con này là cũng ổn đấy. Con này cũng ổn đấy, tần số quét màn hình 120Hz cái thứ này. Đấy thì chắc là mình sẽ mượn cái sản này về. Cấu hình thì tương đối là xem với cả Galaxy A52s, nhưng mà mức giá thì rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, tiếp tục nữa nào. Xiaomi 12 với mức giá là khoảng trừ đi hết quà nhé, còn khoảng 18 triệu. Nghĩa là còn rẻ hơn cả một cái iPhone 13 mini. Và nếu lựa chọn một cái chiếc điện thoại vừa tay để mà cầm nắm thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 12 thay vì iPhone 13 mini. Bởi vì nó thiên hướng về vấn đề giải trí, cái thứ màn hình cong rồi đẹp hơn, đúng không ạ? Xong rồi chúng ta có một cái sạc nó cũng siêu nhanh như thế nữa. Và tất nhiên 13 mini sẽ dành những ai mà muốn có được một cái sự lựa chọn nó nhỏ gọn hơn nữa, nó có thương hiệu tốt hơn và nó là một cái sự lựa chọn an toàn hơn, kiểu như thế. Và chiếc điện thoại cuối cùng mình nghĩ là chắc là đợt này sẽ là đợt xả kho cuối cùng của nó đấy. Đấy là Samsung Galaxy S21 Ultra. Cái thời điểm đầu nếu các bạn nhớ nhá, là khi mà S22 Ultra ra mắt thì S21 Ultra thậm chí là có thời điểm nó tăng giá lên để mà kích cầu cho cái S22 Ultra. Nhưng bây giờ nó đã quay trở về cái mức giá rất là ổn cho cái sản này rồi. 20.390.000 đồng. Thậm chí mức giá này còn rẻ hơn cả Galaxy S22. Và có lẽ rẻ hơn S22 Plus. Và có lẽ là S22 Plus chắc chỉ hơn được mỗi cái con chip. Còn lại thì thua tất. Làm sao có thiết kế đẹp bằng S21 Ultra được, đúng không? S22 Plus làm sao có thiết kế đẹp bằng được? Làm sao có cái màn hình đẹp bằng được? Làm sao có một cái camera ngon nghẻ bằng được? Làm sao có một viên pin tốt bằng được, đúng nào? Chắc là chỉ hơn mỗi cái hiệu năng thôi. Vậy nên là đây có thể là một trong những sự lựa chọn cuối cùng nếu như các bạn muốn mua S21 Ultra hàng mới tinh. Đấy. Còn hàng cũ thì bây giờ thì ở trên thị trường đầy rồi. Nhưng mà đấy, nếu anh em nào mà muốn mua hàng mới thì có thể cân nhắc cái sản phẩm này. Và như vậy là mình vừa mới giới thiệu cho các bạn rất là nhiều những cái sản phẩm đang giảm giá thời điểm này tại Cellnet. Ngoài ra nữa thì cũng có một số các cái sản phẩm nữa mà mình tìm hiểu ở đây. Ví dụ như là iPad này, iPad Gen 9 ấy, cũng đang được giảm giá này. Hay là Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Series 7. Apple Watch SE bây giờ chỉ còn có 6 triệu 8 thôi. Hay là tai nghe AirPods bây giờ cũng chỉ có từ khoảng 2 triệu 8 thôi. Đấy, kiểu như thế cũng đang được giảm giá. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.